Xin kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát sóng hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 phút. Sáng nay, thứ tư ngày 2 tháng 8 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Từ hôm nay chính thức sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 khi làm thủ tục đi máy bay nội địa. Bệnh viện Hùng Vương tầm soát sức khỏe miễn phí cho các em bé ra đời trong tâm dịch Covid-19. Bão Kanun hướng về tỉnh Okinawa của Nhật Bản, 760.000 dân được khuyến cáo sơ tán. Tuyển Anh tạo cơn mưa 6 bàn thắng, Trung Quốc chia tay World Cup nữ 2023. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay nội địa. Trước đó, việc này đã được triển khai thí điểm trong thời gian từ ngày 1 tháng 6. Việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay giấy tờ tùy thân với hành khách đi máy bay nội địa được thực hiện tại tất cả sân bay trong cả nước từ ngày 2 tháng 8. Cục Hàng không hướng dẫn, đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Trước mắt, quy trình kiểm tra tài khoản VNEID thực hiện như hướng dẫn của Cục Hàng không. Các đơn vị chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn. Sinh ra trong thời điểm là tâm dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, những em bé chào đời không được tiếp xúc trực tiếp với mẹ. Để theo dõi sức khỏe cho các em được phát triển bình thường, Bệnh viện Hùng Vương, đơn vị duy nhất thành lập trung tâm HOPE tại Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tiếp nhận và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19, đã tiến hành tầm soát sức khỏe miễn phí cho các em. Nụ cười tươi cùng với sự năng động của những đứa trẻ hơn 2 tuổi được sinh ra ở thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch Covid-19 đã khiến những người sinh ra các em xúc động. Sau gần 29 ngày thì em xuất viện, nguyên một tháng là bé nằm ở đó và bé được các cô nuôi dưỡng. Nó là một cái mà em cảm thấy là rất là biết ơn các cô. Thì mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con rồi. Mình cũng muốn đi khám nhưng mà cái hoàn cảnh nó khó khăn. Vì lúc đó là khi đại dịch cao trào thì các mẹ sanh các con ra thì phải bị cách ly. Nếu như mà các con có những cái bất thường về phát triển thể chất và tâm thần thì chúng tôi có thể đề xuất những cái việc chăm sóc cho nó tốt hơn. Các em sẽ được khám chuyên khoa nhi về thể chất và sức khỏe tinh thần. Nếu phát hiện bệnh lý, sẽ được hưởng chế độ điều trị chuyên sâu. Riêng những trường hợp trẻ bị mồ côi, bệnh viện sẽ lập danh sách để có hướng hỗ trợ. Hoạt động khám bệnh miễn phí này kéo dài đến ngày 4 tháng 8. Ngày 1 tháng 8, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tiến hành vận chuyển 60 cá thể động vật hoang dã quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên. 60 cá thể gồm 13 loài, trong đó có tê Sava, rùa răng, răng đất, cu ly nhỏ, kỳ đà hoa, rùa đất lớn, rùa lưng đen. Số động vật hoang dã này nằm trong giống quý hiếm do các tổ chức cá nhân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Trong số này có con răng đất nặng 42 kg thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận và khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tỉnh Long An thả 63 cá thể gồm tê Java, rùa núi vàng, rùa hợp lưng đen, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên. Liên quan đến vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân thiệt mạng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa thông tin trong buổi họp báo chiều ngày 1 tháng 8. Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho hay, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do lượng mưa lớn kéo dài, vị trí thế đất thì cao mà thảm thực bì trồng sầu riêng năm 2019 khá yếu, cây sầu riêng không tăng cường độ che phủ. Ông Lực cũng nhấn mạnh, quy định nêu rõ ở khu vực này phải trồng cây bản địa có bộ rễ phát triển và lá không rụng theo mùa. Việc địa phương trồng sầu riêng tại rừng phòng hộ là không đúng quy định. Được biết, vườn sầu riêng rộng khoảng 1,2 hectare phía sau trạm cảnh sát giao thông mới được trồng từ năm 2019, trước đó là đất canh tác loại cây trồng khác. Sau vụ sạt lở nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Đạ Hoai kiểm tra tính pháp lý của vườn sầu riêng này. Thời điểm sạt lở, 1/4 phần đất của vườn sầu riêng đã đổ ập xuống, vùi lấp trạm cảnh sát giao thông, khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân thiệt mạng. Tối qua, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã có báo cáo về tình hình nứt gãy sạt lở đất trên địa bàn huyện.
Trước đó, sau tiếng nổ bất thường đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 7 trên địa bàn Bon Bucrac, xã Quảng Trực xảy ra tiếng nổ lớn bất thường. Đến sáng ngày 1 tháng 8, người dân phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất. Các vết nứt rộng khoảng từ 2 đến 15cm, có nguy cơ gây sạt lở cao, đe dọa sự an toàn của 17 hộ dân với 53 nhân khẩu. Các lực lượng huyện Tuy Đức đã khẩn trương di dời 17 hộ dân trên ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến cư trú tại một trường học. Người dân được hỗ trợ ăn uống, tạm thời ổn định cuộc sống, trong khi chờ các lực lượng chức năng di dời tài sản đến địa điểm tạm trú. 60 giây sáng nay tiếp tục với các thông tin. Công an Bình Dương phát hiện đường dây tiêu thụ xe gian. Đàn bò đi dạo trên cao tốc khiến nhiều tài xế hốt hoảng. Tối qua, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi can liên quan đến vụ thi thể bị đâm hơn 20 nhát dao, được phát hiện ở thành phố Thuận An. Nghi can tên Nguyễn Thành Thông, 23 tuổi, quê An Giang, thừa nhận đã sát hại anh NTK, 21 tuổi, quê Hậu Giang, tại bãi đất trống thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông cho biết lý do dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong là do mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Sau khi gây án, Thông cùng bạn gái bỏ trốn nhiều nơi và bị công an phát hiện bắt giữ trên đường về miền Tây. Tối qua, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai của một nam thanh niên để làm rõ hành vi nghi tiêu thụ xe gian do trộm cắp. Trước đó, công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát phát hiện Bùi Hoàng Anh V, 26 tuổi, đang bán một xe máy nghi là xe gian. Sau khi kiểm tra, xe này gắn bản số giả, sử dụng ca vẹt giả. Chiếc xe SH này được xác minh là của một người đàn ông bị trộm vào tối ngày 18 tháng 7 ở thành phố Thủ Đức. Tiếp tục kiểm tra phòng trọ của đối tượng, công an phát hiện thêm một chiếc xe Future biển số Sóc Trăng và một số bản số xe. V khai xe này không có giấy tờ, hai chiếc xe này được mua lại trên mạng. V cũng từng đăng bán rất nhiều xe khác trên mạng xã hội. Công an phường Thới Hòa tạm giữ V và tang vật, điều tra làm rõ vụ việc nghi là đường dây tiêu thụ xe gian. Trưa hôm qua, một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe ô tô đã xảy ra ngay trên cầu Kiệu thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 12 giờ, xe buýt số 3 chạy trên đường Phan Đình Phùng hướng từ quận 1 đi Phú Nhuận. Khi tới giữa cầu Kiệu thì tài xế bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe ô tô do một người đàn ông cầm lái lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ô tô bị móc phần đuôi, cửa kính chắn gió vỡ vụn. Vụ việc là một số hành khách trên xe buýt hoảng loạn, may mắn không có ai bị thương vong. Lực lượng chức năng đã đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ kéo dài đến đầu giờ chiều qua. Một đàn bò gồm 4 con ung dung đi dạo trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảnh tượng trên khiến nhiều tài xế di chuyển trên cao tốc không khỏi kinh hoàng bởi nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Những hình ảnh này được camera an ninh trên xe ô tô của một người dân ở tỉnh Đồng Nai ghi được vào sáng ngày 1 tháng 8. Ô tô đang di chuyển ở làn giữa với tốc độ khoảng 100 km/h thì phát hiện ở phía trước có đàn bò đang di chuyển ở làn dừng khẩn cấp. Tài xế đã vội đánh lái vào sát con lươn, đồng thời giảm tốc độ để tránh đàn bò. Vẫn chưa rõ bằng cách nào đàn bò đi vào được làn đường cao tốc, tuy nhiên vụ việc gây mất an toàn giao thông. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài 55,7 km đi vào hoạt động năm 2015, giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên tuyến đường này thường xảy ra kẹt xe vào những dịp lễ Tết cuối tuần do lưu lượng xe quá lớn. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 1 tháng 8 đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái An để điều tra hành vi gian lận bảo hiểm y tế. Theo cơ quan công an, một số đối tượng có ý định trục lợi tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại nên đã móc nối với 5 điều dưỡng viên và 2 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thái An tại thành phố Vinh để lập khống hồ sơ. Chi phí lập khống mỗi bộ hồ sơ bệnh án là 500.000 đồng. Điều dưỡng nào lập khống hồ sơ bệnh án được nhận 300.000 đồng, số tiền còn lại để cuối tháng chia đều trong khoa. Từ năm 2011 cho đến đầu năm 2023, nhóm các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Thái An này đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm sau khi được Bệnh viện Đa khoa Thái An làm giả hồ sơ đã thanh toán với các công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng Đồng Nai, các đơn vị liên quan có nhiều sai phạm trong quá trình khai thác đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Các sai phạm chủ yếu là khai thác vượt diện tích được cấp phép, không tuân thủ phương án đã phê duyệt, chậm hoàn thổ. Cụ thể, tại dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu san lấp phục vụ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trên địa bàn xã Xuân Hưng, xã Suối Cát do liên danh Vinaconex Trung Chính thực hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy dự án xảy ra tình trạng khai thác vượt diện tích được cấp phép, khai thác khi chưa có sự chấp thuận của tỉnh Đồng Nai, khai thác xong nhưng không hoàn thổ lớp đất mặt theo quy định, không phân tầng khai thác tạo mái dốc không đúng, gây nguy cơ mất an toàn. Hiện tỉnh Đồng Nai đã giao các đơn vị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản tại dự án cải tạo đất ở xã Xuân Hưng, xem xét đưa ra hình thức xử lý đối với những vi phạm tại dự án cải tạo đất ở xã Suối Cát. Ngay sau đây trong chương trình, tháng 8 rất đặc biệt vì hai lần siêu trăng, lần đầu tiên là vào ngày 1 tháng 8 và ngày 30 tháng 8. 11 nữ lao công góp tiền mua vé số, ai ngờ trúng độc đắc. Bão Kanun có sức gió tối đa 180 km/h đang hướng về tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Hơn 760.000 dân được khuyến cáo nhanh chóng sơ tán do các cơn sóng cao tới 12 mét có thể tràn vào các đảo của tỉnh này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 8, bão cách thủ phủ Naha của tỉnh Okinawa khoảng 130 km. Sức gió vùng gần tâm bão lên đến 180 km/h, giật trên 250 km/h. Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo trong hôm nay, gió có thể giật mạnh đến 234 km/h ở vùng Okinawa, đủ mạnh để làm sập nhà cửa. Các thành phố của tỉnh Okinawa đã khuyến cáo hơn 760.000 dân nhanh chóng sơ tán do các cơn sóng cao tới 12 mét có thể tràn vào các đảo. Bão cũng sẽ gây gió to và mưa lớn. Hàng trăm chuyến bay trong ngày 1 tháng 8 và 2 tháng 8 đã bị hủy hoặc hoãn, ảnh hưởng đến khoảng 74.000 hành khách. Dịch vụ phà và xe buýt cũng tạm dừng hoạt động. Bão Kanun cũng có khả năng gây mưa lớn kèm theo sấm sét từ chiều ngày 1 tháng 8 đến chiều 2 tháng 8. Lượng mưa dự kiến sẽ lên tới 200mm ở khu vực Okinawa và 120mm ở Amami. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8. Tháng này rất đặc biệt đối với người yêu thiên văn vì họ có cơ hội được chiêm ngưỡng hai lần siêu trăng. Lần đầu tiên là vào ngày 1 tháng 8 và ngày 30 tháng 8. Siêu trăng đầu tiên được dự báo đạt cực đại vào lúc 14:32 chiều ngày 1 tháng 8 theo giờ miền đông nước Mỹ. Những người yêu thiên văn tại nhiều khu vực thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi và Trung Đông có cơ hội quan sát hành tinh này tỏa sáng tối đa trên bầu trời đêm ở khoảng cách 357.530 km từ trái đất. Sự kiện trăng rằm tuần này còn được gọi là trăng cá tầm, vì xảy ra trùng với thời điểm dễ đánh bắt cá tầm nhất trong năm ở các hồ chứa nước lớn ở khu vực biên giới Mỹ-Canada. Vào ngày 30 tháng 8, trăng tròn sẽ di chuyển vào điểm tiệm cận nhất so với hành tinh của chúng ta trong năm nay, khoảng 357.344 km, khiến nó trở thành một siêu trăng xanh hiếm gặp. Phải đến năm 2037, thế giới mới ghi nhận một tháng dương lịch có hai siêu trăng như vậy diễn ra một lần nữa. Một trong những điểm đáng chú ý của ngành du lịch Nhật Bản được cho là hệ thống mua sắm miễn thuế thuận tiện hàng đầu thế giới. Tuy vậy, theo truyền thông Nhật Bản, chính phủ nước này đang xem xét thay đổi hệ thống nêu trên để tránh tình trạng bị lạm dụng. Thông thường tại các nước, khách du lịch mua hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng, bao gồm thuế tại các cửa hàng, sau đó xuất trình giao dịch tại sân bay để được hoàn thuế trước khi khởi hành. Trong khi đó, tại Nhật Bản, khách mua đồ miễn thuế được khấu trừ mức thuế 10% VAT ngay tại các cửa hàng tham gia hệ thống miễn thuế. Điều kiện là họ phải mua từ 5.000 yên trở lên, xuất trình hộ chiếu, cam kết tiêu dùng cá nhân bên ngoài Nhật Bản. Tuy nhiên, ưu đãi này đang bị lạm dụng khi có nhiều sản phẩm miễn thuế không được dùng cho mục đích cá nhân mà được mua đi bán lại. Do đó, chính phủ Nhật Bản có thể thay đổi hệ thống miễn thuế từ tài khoá 2024. Một phương án được tính tới là khách du lịch thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng, bao gồm thuế tại các cửa hàng, sau đó được hoàn thuế, có thể là tại điểm khởi hành. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Một nhóm gồm 11 nữ nhân viên vệ sinh tại bang Kerala của Ấn Độ đã cùng góp tiền để mua một tờ vé số duy nhất. Và cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn khi họ trúng giải độc đắc hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 23 tỷ đồng. Nhiều người trong nhóm này đã qua tuổi 70, nhưng họ vẫn làm công việc thu gom rác và phân loại ve chai. Họ hùn tiền với nhau để mua chung một tờ vé số có giá 250 ruby, tức khoảng 70.000 đồng, bằng tiền công của một ngày làm việc. Bà bạn tôi đây có 25 ruby, nên tôi mượn bà ấy tiền để cùng mua vé số. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, chúng tôi cùng ăn vặt, cùng uống trà với nhau. Và đến ngày 27 tháng 7, thần may mắn đã mỉm cười với họ. Tờ vé số họ mua chung trúng giải độc đắc 100 triệu ruby, tức khoảng hơn 1,2 triệu đô la Mỹ. Sau khi trừ thuế, mỗi người sẽ nhận được số tiền tương đương 77.000 đô la Mỹ. Họ cho hay sẽ dùng số tiền này để chi trả những thứ thật cần thiết. Người thì xây lại căn nhà tan hoang sau bão, người thì đóng học phí cho con, một phụ nữ khác thở phào khi rốt cuộc đã có tiền phẫu thuật cho con. Mặc dù trở nên nhiều tiền hơn, nhưng những người phụ nữ này khẳng định họ sẽ tiếp tục gắn bó với công việc dọn vệ sinh. Những quầy bán sách dọc vỉa hè là một hình ảnh quá đổi quen thuộc khi du khách đến với trung tâm thủ đô Paris của Pháp, nhưng lại có nguy cơ biến mất do Thế vận hội Olympic 2024. Các tiệm sách ven đường cũng mang tính biểu tượng của Paris như những chiếc thuyền gondola của Venice, Italia. Thế nên tuyên bố của chính quyền Paris mong muốn tạo hình ảnh mới dọc sông Seine trước thềm Thế vận hội mùa hè 2024 đã hứng chịu chỉ trích từ người dân. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều từ hồi dịch Covid-19, rồi còn sự cạnh tranh từ các loại hình sách điện tử. Thêm việc di dời này thì thực sự chúng tôi không biết phải mưu sinh như thế nào. Những quầy bán sách tại trung tâm Paris đã có tuổi đời 450 năm và được mệnh danh là hệ thống nhà sách ngoài trời lớn nhất thế giới. Trong một thông báo hồi cuối tháng 7, chính quyền Paris cho rằng việc di dời các tiệm sách cũ này là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh và mỹ quan đô thị. Thưa quý vị, ngôi gia choàng ở xã Long Khánh Na, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã có tuổi đời hàng trăm năm và sắp được công nhận văn hóa phi vật thể quốc gia. Biến tấu chiếc khăn rằn truyền thống thành nón lá khăn rằn, một cô bé ở vùng biên Hồng Ngự đang dùng khả năng sáng tạo của mình quảng bá làng nghề dệt choàng. Đây là 10 chiếc nón khăn rằn được cô bé Võ Ngọc Quỳnh Thư, 12 tuổi, tự tay trang trí bằng nhiều hoa văn bắt mắt như hoa sen, hoa cúc, cánh bướm, chim én. Mong muốn của em là quảng bá hình ảnh của làng nghề dệt choàng Long Khánh đến với du khách gần xa, cũng như làm đa dạng thêm sản phẩm của chiếc khăn rằn Nam Bộ. Cái giải khăn rằn nó sẽ định hình lại, nó không chạy đâu hết nên là sẽ dễ vẽ, dễ làm mẫu hơn. Nếu mà những cái giải khác á, thì nó sẽ chạy tới chạy lui, làm bị lem. Mong muốn là góp một chút sức nho nhỏ của mình cho làng nghề khăn rằn Long Khánh. Những chiếc nón lá khăn rằn này sẽ được trưng bày trong ngày đón nhận bằng văn hóa phi vật thể quốc gia của làng nghề dệt choàng Long Khánh. Mỗi chiếc nón này có giá 149.000 đồng. Tiền thu được từ việc bán nón, Quỳnh Thư sẽ đóng góp cho quỹ của mẹ đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em mồ côi tại địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào 18 giờ 30 phút chiều nay với nhiều thông tin thú vị được cập nhật trong chương trình 60 giây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.